Đối với em á, một cô gái đẹp là một cô gái như thế nào? Em nghĩ là thân hình nóng bỏng. Nóng như em không? Không, em chưa nóng lắm đâu anh, em díu lép. Trái cấm của con trai nằm ở đâu? Chắc ở đây của anh. Đúng rồi, còn trái cấm của con gái nằm ở đâu? Em nghĩ có 3 trái cấm ạ. Con gái có 3 trái cấm luôn. Em có thể đề cập tới 3 trái cấm của cô gái đó được nằm ở đâu không? Đầu tiên là nằm ở đâu nè? Cái vòng 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 1 anh. Vòng 1. Rồi, vòng cái trái cấm thứ 3. Chắc là vòng 3 luôn anh. Chào bạn, mình đến từ kênh Gazon TV và Bụng Mắm TV. Bạn có thể dành cho mình ít phút để phỏng vấn bạn được không? Dạ được ạ. Đầu tiên cho mình hỏi bạn tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu nào? Dạ em tên Nhật Lệ, em sinh năm 99 ạ. 99 là em 19 tuổi, em qua 18 rồi nha anh. Dạ em đến từ Gia Lai. Bạn nữ này thì khá là xinh gái. Mình đến từ kênh Gazon TV và Bụng Mắm TV, bạn có thể dành cho mình ít phút để phỏng vấn bạn được không? Dạ được. Đầu tiên cho mình hỏi bạn tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu nào? Dạ em tên Tô Uyên ạ. Em 24 tuổi. Em bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. Em đến từ đâu nào? Dạ em ở quận 9. Quận 9 là đến từ thành phố Hồ Chí Minh luôn đúng không? Thường thường tướng đẹp như thế này là có con rồi, em có con chưa? Dạ em chưa có chồng. Chưa có chồng hả? Có người yêu chưa? Dạ cũng từng có. Đã từng. Rồi bây giờ hiện tại còn bạn không? Dạ thì cũng là đang làm bạn thôi. Đầu tiên cho mình hỏi bạn tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu nè? Em tên là Văn Anh, em 18 cộng và đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào Văn Anh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nhìn tướng em đẹp như thế này có con chưa? Chưa. Vậy có chồng chưa? Em cũng chưa luôn. Có người yêu chưa? Chắc cũng là chưa. Chắc là chưa nhưng mà từng có người yêu chưa? Là từng có rồi. Nhìn trên cổ em có tattoo, đã tới vì cái gì vậy nhỉ? Cái này em nghĩ là mình nên dự kiến nha. Nhìn tướng em ngon như thế này em có con chưa? Em có người yêu thôi chứ chưa có con anh, chắc đợi mấy năm nữa. Có người yêu rồi, vậy có chồng chưa? Em chưa có chồng. Vậy em gọi người yêu em bằng cái gì nhỉ? Anh yêu. Anh yêu. Anh yêu, có bao giờ em gọi bằng ông xã, anh yêu chưa? Dạ không. Có bao giờ thỉnh thoảng sometime gọi bằng chồng chưa? Dạ không. Chồng ở đây anh hỏi không phải là chồng trên giấy tờ mà là chồng ở trên cái mặt bằng miệng á, em hiểu không nhỉ? Dạ em hiểu. Nhưng mà không luôn đúng không? Thường thường khi mà mình về quê ăn Tết á, thì cha mẹ và dòng họ hai bên sẽ đặt cho em những câu hỏi như thế nào? Đại khái giống như là con bao giờ con có chồng, rồi con có người yêu chưa? Có câu hỏi đó không? Dạ có, chị có câu hỏi em có người yêu chưa? Chứ em mới 19 tuổi chưa có chồng luôn. Em hỏi có người yêu chưa rồi sao có bao giờ em dẫn người yêu về ra mắt gia đình chưa? Dạ rồi ạ. Rồi hả? Dạ. Còn người yêu em lộp rồi gia đình em nói sao? Đánh giá sao? Ba mẹ em thích người yêu em lắm anh. Dạ. Bây giờ hiện tại em vẫn còn yêu chứ? Dạ còn yêu. Vậy có bao giờ em về gia đình của người yêu em chưa? Dạ rồi ạ. Em về gia đình của người yêu em cảm giác ngại không? Không, ngày nào em cũng về hết anh. What the hell? Ôi trời ơi. Dạ. Một cô gái thật là ngày nào cũng về nhà trai hết. Nếu mà bây giờ em lấy chồng rồi em lấy anh ấy về, em muốn là anh ấy nghe lời má một hay má hai? Chắc má hai á anh. Là em á? Dạ. Chứ em không thích cái dạng mà chồng nghe lời má một hả? Dạ. Em không có suy nghĩ rằng ai đúng thì chồng em nghe theo sao? Không, trước tiên là chồng em chắc nghe em trước đi anh. Thường thường em gọi người yêu em bằng cái gì nè? Dạ em gọi là anh nè. Anh có bao giờ gọi bằng honey hoặc ông xã chưa? Dạ không ạ. Không có luôn? Dạ. Sometime cũng có luôn, có nghĩa là thỉnh thoảng là cũng không có kêu luôn. Dạ, tại vì em thấy mấy cái đó nó trẻ trâu quá. Trẻ trâu quá, mình cảm thấy mình già rồi. Dạ. Uống bà cho cái láo. Nếu bây giờ Tết rồi, thường thường về nhà là thì sẽ bị cha mẹ hoặc mấy người trong dòng họ đặt những câu hỏi như thế nào? Có người yêu chưa? Rồi chưa có thì nếu có rồi thì hỏi bao giờ lấy? Nope. Rồi đặt những câu hỏi chừng nào lấy chồng thì em trả lời sao? Em nói còn lâu. Còn lâu là bao lâu? Dạ 30 em mới lấy tuổi, em mới lấy chồng. Người ta nó bảo là con gái sau 25 tuổi mà không giải quyết vấn đề con cái là người ta bảo là ế đó. Chứ lại con cái cũng không được thông minh, em có đồng ý với quan điểm đó không? Dạ thì thông minh hay không thì bây giờ cũng có công nghệ với lại đồ ăn uống rồi có nhiều thứ để giúp cho con cái của mình có thể phát triển thông minh hơn. Còn vấn đề mà ế thì em nghĩ là em không có sợ cái đó.
Khi mà Tết đến rồi thì em với nhóm bạn nữ, có nghĩa là em có nhóm bạn thân là nữ không? Dạ có. Có bao giờ tụ tập nhậu nhẹt say xưa không? Dạ có, nhưng mà say vừa vừa thôi chứ say xưa quá không được. Thường thường con gái say có lầy không? Dạ lầy. Lầy thì sao? Dạ nó khóc, nó gọi, nó kêu gào, nó gọi cho người yêu cũ: anh ơi em nhớ anh nhiều lắm. Rồi và quậy tới bến, rồi bạn em ở bên chung cư thì bắt đầu nhậu xong tăng thứ nhất, tăng xuống thứ hai là bắt đầu kéo xuống chung cư, như quậy tăn bắn cái chung cư, bảo vệ phải lên tiếng mới được lên confession của chung cư luôn. Ồ, hay gì luôn hả? Dạ. Còn em lầy thì sao? Em ngoan lắm. Mẹ em bảo chưa thấy đứa con gái nào ngoan như em. Really nigga. Có nghĩa là ngoan trong cái giống hoàng kép hay là ngoan ở ngoài giống hoàng kép? Ngoan trong giống hoàng vuông. Nếu bây giờ bọn em nhậu xỉn như vậy á, gặp một chàng trai cao to lực lưỡng từ 1m75 bay lên giống như em bảo đấy, rồi body sáu múi hơn, thì bọn em xử lý chàng trai nó như thế nào? Em không thích con trai body sáu múi anh ơi, em thích trai bụng bự. Kìa vậy? Còn bạn em thì sao? Bạn em nó thích sao em biết được, em chỉ biết sở thích của em thôi. Nếu mà bây giờ em thấy một chàng trai hợp gu của em trong cơn say, em sẽ làm gì em thấy? Em sẽ bật đèn đỏ và làm sao cho anh ấy phải tán mình. Đối với em á, một cô gái đẹp là một cô gái như thế nào? Em nghĩ là thân hình nóng bỏng. Nóng như em không? Không, em chưa nóng đâu anh, em chưa lét. Trái cấm của con trai nằm ở đâu? Chắc ở đây quá. Đúng rồi, còn trái cấm của con gái nằm ở đâu? Em nghĩ có 3 trái cấm ạ. Con gái có 3 trái cấm luôn. Em có thể đề cập tới 3 trái cấm của cô gái đó được nằm đâu? Đầu tiên là nằm ở đâu nè? Cái vòng 1 anh. Vòng 1. Rồi vòng cái trái cấm thứ 3. Chắc là vòng 3 luôn anh. Tiếp theo là nếu bạn trai em rủ em đi nhà nghỉ khách sạn trong vòng 1 tháng quen nhau thì em có đi hay không? Chắc không. Vậy đối với em, một cô gái dễ dãi là một cô gái như thế nào? Em tự đánh giá thôi. Em có cảm giác em dễ dãi không? Không, em chắc cũng không dễ dãi lắm đâu anh. Không dễ dãi lắm, nhưng mà cũng có chút dễ dãi. Dạ. Rồi, em đánh giá như thế nào là con gái dễ dãi nè? Chắc dễ dãi quá là... Mình sao? Theo em là... Là gặp ai cũng cho đúng không? Dạ đúng rồi. Thường thường con gái nhậu với nhau có lầy không? Có chứ anh. Thường thường con gái lầy sao? Thì nó nói chuyện tào lao với đau rồi. Có bao giờ bàn gì các chàng trai không? Đó là thường xuyên nói về người yêu cũ, rồi nói về ông này ok. Rồi có bao giờ bàn gì ngón tay giữa của mấy anh đó không? Cũng có một ít. Cũng có một ít. Em với bạn trai em có bao giờ từng hôn sâu với nhau chưa? Tất nhiên là rồi. Đúng, tất nhiên là rồi đúng không? Thường thường khi hôn sâu á, bạn trai em sẽ đặt cái tay trên vị trí nào trên cơ thể của em? Dạ mông. Khi mà anh ấy tiếp cận với bạn hôm sau như vậy và đặt tay lên mông bạn thì anh ấy có bao giờ kéo pháo lên nồng không nhỉ? Tất nhiên là có. Rồi bạn giải quyết như thế nào để cho khẩu pháo đó ngừng kéo? Thì em kêu trẻ rồi. Em về. Làm tắt ly kênh cảm hứng của bạn hả? Dạ thì cái gì cũng phải có điểm dừng chứ anh. Nếu mà bây giờ bạn thân bạn và người yêu của bạn xảy ra vấn đề liên quan đến mâu thuẫn thì bạn sẽ chọn được một trong hai, bạn chọn bên nào? Em sẽ chọn bên nào đúng. Bên nào đúng? Bạn thân đúng. Ví dụ như sai. Trong trường hợp đấy ai đúng thì em sẽ chọn theo người đấy. Còn bạn thân đúng, người yêu sai, chia tay bạn trai. Không, mình ở giữa mình thử giải hòa thử. Giải hòa không thành công. Giải hòa không thành công thì em nhắc mẹ để mẹ giải quyết cho em. Cái gì em cũng nhắc mẹ vậy hả? Cái gì em cũng nói với mẹ hết, ai tán em cũng kể cho mẹ em nghe. Cái gì mà ai rủ em vô khách sạn thì em cũng rủ nói với mẹ luôn. Em nói với mẹ luôn, xong rồi mẹ hỏi thằng nào mà mẹ kêu rủ nó xuống nhà gặp mẹ đã. Có tố chất thông minh này, sau này dễ làm thủ tướng này. Bây giờ nếu mà quen nhau được một tháng, bạn trai em rủ khách sạn em đi không? Dạ không. Vậy hả? Quen được bao lâu em mới đi nhỉ? Bao giờ lấy chồng thì mới đi. Nếu bây giờ bản thân em và người yêu của em xảy ra mâu thuẫn thì em sẽ chọn ai? Chắc em chọn người yêu em của anh. Con cờ là mà có mắt. Dạ. Cho em 10 tỷ để em bỏ người yêu em bỏ không? Có chứ anh, có. Có dạ. Mà nhanh luôn. Vậy cho em 10 tỷ để em bôi nhọ và bán đứng bản thân em làm không? Chắc cũng có. Một cô gái rất là thực dụng. Không, thời buổi này là tiền là quan trọng nhất. Nghĩa là cô bé thực tế chứ không phải thực tế. Đúng rồi, thực tế anh, mình sống thực tế. Nếu mà bây giờ bạn trai em làm rơi vào trường hợp
quá khứ quen với một chàng trai khác thì em có chấp nhận không? Có ạ. Có luôn. Dạ. Chịu luôn. Chịu cho anh. Bây giờ may là được, khoai to, alo. May là được thôi. Và ai cả đại. Bây giờ anh đang đứng tại Landmark 81 tầng đúng không? Em có muốn sở hữu một bất động sản ở đây không? Dạ nếu có thì tất nhiên là muốn ạ. À, em có coi phim lộn, coi chương trình Phi Vụ Bạc Tỷ không? Dạ chưa anh. Cái phi vụ mà người ta đầu tư đồ này nọ đó, mấy cái ông sáp, mấy bà sáp, mấy con cá mập đồ bỏ tiền ra đầu tư á. Em chưa coi. Có một sát nói rằng mấy cô gái trẻ đẹp giống như em vậy nè, muốn sở hữu bất động sản ở đây rất là đơn giản. Em biết bằng cách nào không? À, theo cách nghĩ đơn giản là lên giường thôi. Còn mấy anh đó thì nói rất là đơn giản thôi, chiều chiều cứ đi ra mấy hồ bơi ở đây nè. Ở mặt đầu hai mảnh là một tháng là có rồi. Em nghĩ là em một tháng em có chưa? Hay là em nhanh hơn, em chậm hơn? Em nghĩ là em không làm vậy đâu. Bố mày đẹp khăn. Hiểu không? Cuộc sống của bố đang rất là thoải mái, hiểu không? Bún mắm TV chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc.